Chuyện này thì không thể giải quyết sao? Lần này thì hết cách rồi. Công ty làm ăn trốn thuế, cấp trên nhất định bắt ông chịu trách nhiệm. Xin lỗi, không giúp gì được. Xin lỗi. Mấy lần trước ai bữa nay khác xưa rồi. Tăng lão già, lần này cấp trên chỉ định ông phải chịu trách nhiệm. Tôi thiệt hết cách rồi. Tăng lũ giao khuya dài còn tụi mình thôi, không biết có chuyện gì đây. Có chuyện rồi. Cậu Bành vừa thế tội cho lão gia cho tù tháng qua, nhưng lão gia kia nhắc chắc. Anh cậu, anh biết có chuyện gì không? Tôi cũng không biết. Nè, sao tiếng anh đi chậm quá vậy? Nghe nói anh em nhà họ Đỗ không nể mặt lão gia mình đâu.
hả? Thật ra mình phải để ý họ từ sớm mới được. Lần trước tôi có nhắc tới Lậu Gia nhưng không có ai nghe theo cả. Anh Lục, tệ nhất là cái miệng của anh. Lúc phải nói thì làm thinh. Lão Gia già rồi, lo được chuyện này thì bỏ chuyện khác, khiến mình là khó làm ăn lắm. Rõ ràng là họ cán mất mình. Với thế lực hiện nay của mình, quay bộ. Lão Gia đã biết lo liệu rồi. Các anh yên trí đi. Tôi sợ rằng vậy con đi đâu? Má, bên ngoài sao ông vậy hả? Không có gì đâu con, ngủ đi. Mai còn đi học đó. Nếu không, ngày mai về trễ đó. Ừ. Đừng sợ. Ngủ nha, giờ má xuống coi. Má ngủ ngon. Con ngủ ngon. Lão Gia, bác sĩ đang đi tới. Lão Gia, các anh em khác không có sao? Vinh à, Lão Gia, với bọn đồ tí làm đồ. Lão Gia, ông có gì căng dặn, ông cứ nói đi. Hả? Lão Gia, mình phải ra đuổi lại mới được. Tôi đồng ý. Cứ nhịn như vậy không có kết quả đâu. À, mình đã nhịn bấy lâu rồi, sao không nhịn luôn lần này? Nhưng mà anh Bình, anh tôi à, anh Bình Lão Gia, anh Bình chết thảm như vậy ông không nhìn được hay sao? Lão Gia, hay là mình gọi luôn anh em bên Cửu Long tới đi, đánh nó một cú bất ngờ đi. Đừng có nóng nảy như vậy. Nóng nảy vậy chỉ có hại chứ không có lợi đâu. Bây giờ việc trước mắt là lo việc cho ông cướp cho anh Bình nữa. Nè anh Cường à. Dạ. Đưa 3.000 đồng qua nhà ảnh ngay bây giờ. Nói với chị Bình là anh Bình bị thương,
vì chuyện con đã qua đời rồi. Điền sinh hoạt của nhà ảnh sau này sẽ do công ty phụ trách. Dạ. Lão gia, anh Bình anh. Chuyện này đừng bao giờ nói ra ngoài cả. Đợi khi nào dì bớt lại để bàn cách giải quyết sau. Để lâu chưa gặp Điển Bình rồi, tôi muốn gặp mặt nó nhưng lại thấy không tiện lắm. Anh nghĩ cất giùm tôi nha. Vậy được, vậy tôi nhờ anh nha. À, cảm ơn. Tôi thay mặt chánh phủ cảm ơn tăng lão già. Ồ, không cần khách sáo. Thật ra cái này là bổn phận người công dân chúng tôi mà. Hả? À này ông Lương à, tại sao tăng lão gia lại quyên nhiều tiền cho khám tù vậy? Ồ, ngồi việc quyên tiền cho khám tù, ông còn định quyên tiền cho nhiều cơ quan lắm. Vậy số tiền này sẽ sử dụng vào đâu? Tôi sẽ xây một phòng giải trí. Ờ, vậy là tội phạm xuống quá rồi. Tội phạm cũng là con người mà. Đám người ở đây so với đám người tiền giặc vừa rồi thì cực khổ hơn nhiều. Thay phiên nhau thôi mà, tất cả dưới đây đều không bị oan, đều đối xử với nhau. Sau khi tham quan ở đây, anh có ý kiến gì không? Đã được biết thêm nhiều thứ, tin rằng từ nay tôi sẽ càng tôn trọng pháp luật. Anh Lương thiệt biết nói trời quá. Bữa nay mình tham quan tới đây thôi nha. Được. Bữa nay anh còn muốn tham quan ở đâu không ạ? Tăng Triển Bành, con của tăng Lữ Gia phải ở đây không ạ? Hắn không có ở đây. Vậy có phải anh muốn gặp hắn không? Tôi không những không muốn gặp ảnh, còn có một chuyện nhờ trưởng Ngọc giúp giùm. Tăng Triển Bành có người tới thăm không? Triển Bành. Anh Lương, mình giỏi. Cha tôi có mạnh không? Tăng Lữ Gia mạnh lắm. Hãy ân với Tư Mạnh. Ai nói bình yên, anh yên tâm. À, anh ở chỗ này quen không? Cũng đỡ lắm. Họ có làm khó anh không? Không. Trời sắp giáng trọng nhiệm cho người nào, ác sẽ lau tâm người đó, làm nhập thân xác coi như thử thách. Anh thấy sao? Tốt. Không ngờ anh cũng hiểu được điều này. Ở đây có thời giờ dư dả, có thể suy nghĩ nhiều. Triển Bạch, nếu anh thể nghiệm được mấy lời này, mấy này sẽ làm nên việc đó. Chuyện đời nhiều thay đổi, thật ra không phải sức người có thể lay chuyển được. Nhưng tôi tin là nếu kiên nhẫn, sức người sẽ hơn ý trời.
vì nhà Tăng đã vất vả cho anh nhiều. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi thay mặt Tăng lão già cảm ơn anh đã chăm sóc tiện bằng. Tôi thay mặt sở cấm tù cảm ơn tiền quỹ của Tăng lão già. Còn việc phóng thích Tăng tiện bằng đã bàn với anh nghĩ sao? Tôi sẽ làm được mà, anh đừng lo. À, chào ông Lương. Kim bài đại tâm tình. Thứ ngon đó, tối nay nghỉ sớm lên nhà nhậu chơi nha. À, tối nay không được, tôi đã bàn việc bữa khác nha. Vậy chừa miếng cho tôi. Ờ, ông Lương, tôi sửa ống nước nhà ông không lấy tiền. Được. Nè, có điều kiện gì đây? Ê, chúng ta quen nhau mà, không cần đâu. Tối nay tôi bằng việc, bữa khác này nha. À, được, cảm ơn được. Anh nhiều. À, không có gì. Chị Phước. Chị Phước à. Ba. Ây da, lớn rồi còn vậy, làm thấy hồn à, coi chừng làm bể đồ đó. Ba cái chị Phước thôi, đâu phải cái con. Thưa ba. Ê, chú Kỳ, cháu tới chơi ạ. Dạ. Chị tới hỏi bà vợ con đó. Chú Kỳ học giỏi hơn con nhiều, dạy con đúng không? Má con đâu? Má đang phơi đồ ở ngoài, bà nội và chị Phước ở trong phòng. Ê, đừng đụng vô, đừng đụng vô. Má, má. À, về rồi hả? Wow. À, sao mua đồ nhiều vậy hả? Không phải, Tăng lựa gia tặng đó. Tặng nhiều vậy à? Thì ê, đồ cổ phải không hả? À, Quân Lương lại mua đồ cổ à? Không phải, Tặng lão già tặng đó mà. À, còn có miếng vải nữa. Hả? À, đưa đây, đây, đây. Má coi nè, đẹp ghê. À, má mày hai cái còn chưa mặc mà. Cho chị Phước mày đi. Ấy da, vải đẹp như vậy, đâu xứng với tôi. Đâu được. Má, má đừng kêu thợ may nữa, để con may vài kiểu mới cho má nghe. Ê, đừng bao giờ. Một là không may, hễ may là phải tìm thợ may Thượng Hải. Nếu không chỉ tốn giải thôi. À, đúng đúng. Tao về nha. Ừ. Má, chị Kỳ đòi về đó. Sao về sớm vậy? Các bác cháu đi về nha. Ba cháu đang chờ đó. Con rảnh tới chơi nha. Dạ. Con đưa chị ra ngoài nghe. Em cũng đi nữa, em cũng đi. Không được. Cháu mà xuống phố hả? Chạy tứ tùng, đi đâu mà kiếm chứ. Sao hả? Tăng lão gia có chuyện nhờ con sao? Thật ra là chuyện nhỏ thôi. Ông thật là khách sáo đó. Có gì mà nói nữa. Cái lúc mình ở Thượng Hải đó, ông cố của con mở tiệm vàng á, có ai mà không biết nhà họ Đồng. Tăng lão già chưa bằng một nửa ông cố con đó. À, tối nay con không về ăn cơm. Con có hàng với khách đâu. Anh mở thì đừng có đi. Ê, cái bọn đó không có nói là sao được. Nè, đừng uống rượu nhiều nha, về nghỉ sớm nữa. Cô hai về rồi. Ba, mệt lắm hả? Con đấm bóp cho ba nha. Ba, Tứ Hải đang đại hạ giá đó, có một chiếc áo kiểu mới đẹp lắm. Con thiệt là mài giáo, mới bóp vai ba mới vài cái là đòi tiền rồi. Ba, tính bà thiệt là nhà quê quá, lừa đồ cho con không đẹp chút nè. Con một mình đi mua đẹp hơn nhiều. Thôi được, con gái thì thiệt là. Cầm bao nhiêu hả? Đủ chưa? À, cảm ơn ba. Wow, ba, bữa nay ba ăn mặc đẹp quá vậy, đi ăn cơm tay với con à. Ba có hẹn với một người bạn, con biết chưa? Mai mốt bà đưa con đi hả? Nói cho ba nghe, đi đâu chơi mà khuya như vậy? Hồi sáng nó nói với ba rồi, sao ba mà quên quá vậy? Tới nhà con Sở Quân có phải không? Ba không nhớ lầm đâu. Bài luận văn bằng tiếng Anh của Sở Quân đó là do con làm cho chị đó. Thiệt? Con giỏi thật vậy sao? Ông Đạt à, bà Đạt tìm ông. Mau vô trong rửa mặt. Tắm rửa rồi ăn cơm. Thank you.
Sao ạ? Sao không thay áo? Cô gái kia của anh về chưa? Đã về rồi, giờ đang tắm rửa. Nói là con gái em đã kêu nó nhiều lần rồi, kêu nó đừng có đi lang thang nữa, nó cứ không nghe. Nó có đi đâu, nó tới nhà con Sở Quân ôn bài thôi. Em khẩn trương làm gì chứ? Sau này lỡ nó có hư anh đừng có trách em nha hả? Anh không có biết đâu, những gì em nói ra không bao giờ chịu nghe hết. À, thôi được, thôi được. Em mặc áo nào, anh đi lấy giùm cho em. Em nói đi chung với anh hồi nào đâu? Hả? Sao hả? Mấy chỗ phong trần đó, bọn anh muốn em ra mắt thiên hạ lắm sao? Tối nay đều là người quen thuộc. À này, chú Năm thường nhắc tới em lắm đó. Người của anh thiệt à, suốt đời đều thẳng thắn như ruột ngựa. Em đã nói với anh rồi, anh ra xã giao, nói chuyện làm ăn. Bề ngoài thì phải giả vờ ngây thơ, nhưng phải nhìn cho thấu chứ. Thật ra con người ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu trời đã định rồi. Gạt anh chỉ một lần thôi. Hơn nữa bây giờ mỗi người đã đi một nẻo rồi, phải không? Bây giờ thì chưa có xung đột cái gì hết, dĩ nhiên mỗi người một nẻo rồi. Em không phải trách móc anh cái gì. Ra ngoài làm việc không thể không đề phòng người được, anh biết không? À, biết rồi, trên đời này tốt nhất á là nghe lời bà xã. Đừng có vậy mà, nè. Hả? Để anh được rồi. Cũng vậy thôi mà, nè. Được rồi, đây đi. Một miếng đi không anh? Cây này tắm đó. Ở đây, 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 đây. Cảm ơn anh. Linh Hương đi, Linh Hương cũng khá lắm. Thôi vậy nha. Hả? À, giờ tôi mang đi cho ông nha. À, ông Đạt, tới nè. Chào ông Đạt. Chào. Hôn nghe, hôn nghe. Chào, Anh Tư đâu? Ông sắp tới rồi. Ờ. Mời ngồi. Được, được. À, mời ngồi. Mời ngồi. Chào ông Lương. Chào ông Quynh Sơn. Chào anh. Cứ giùm tôi nè. Ông Quynh Sơn. Chào. Mời ông qua bên kia. Mời qua kia. Hôm nay tôi có chuẩn bị một súp gì cơ, ngon lắm đó. Mừng lắm quá. Tôi rất thích anh gì cả. Khá lắm. Ồ, mùi nước hoa thơm quá hả? Dạ, mới tưởng tao chứ. Ông Wesson, mình qua bệnh ngồi chú nha. À, được. Nè, đi qua bệnh ngồi. Tại sao ông không cho anh tới chơi vậy? Ờ, bà là mình rượu đó nha, vậy hả? Ờ, cạn ly. Còn anh nữa. Tao thêm rượu nha. Sao ông không muốn tới tới vậy? Thôi, bà không chút việc. Ờ, chứ phải sợ bà xã hay sao? Những lần này cảm ơn anh giúp đỡ nha. Chỉ là vật nhỏ thôi. Nhớ sau này nếu có chuyện gì tới tìm tôi nha. Được rồi, cạn ly. Cạn ly. Uống thêm rượu nha. Cảm ơn, cảm ơn. Anh Đạt à, tôi mời anh một ly, cạn hết nha. Anh Tư, tôi không biết uống rượu đâu, uống một ít thôi. Tôi chỉ tới đây ăn cá thôi mà. Đó mà cách giáo quá vậy. Anh buôn bán các hàng đồ biển khô. Nha, ăn tối làm phiền anh hoài, phải mời anh một ly chứ. Ấy, nhờ anh giúp đỡ tôi mới tiếp tục được. Cạn ly, anh Tư cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Anh nhớ đó nghe. Ông Quân Trần. Ông Lương, lâu quá không gặp ông ha. Tử kinh của nương nói hay gì phong độ lắm. Hả? Hay là tối nay hay gì? Hả? Anh thiệt là kỳ quá. Anh nào Quân Trần, anh Đạt à. Tối nay có lẽ tôi uống hơi nhiều, thấy hơi mệt rồi. Tôi về trước nha. Được, được. Sao về sớm quá vậy? Nè Lương à, anh chiêu đãi khách giùm tôi nha. Được, anh yên tâm đi. À, còn nữa, bên tên Tùng Quân ra sao? À, hôm nay giống buồn bã lắm, anh cũng biết rồi mà. À, mấy chân à, tôi đi trước nha. À, chúng ta đi, chúng ta là được rồi. Tự nhiên, tự nhiên. Xin chào anh Đạt. Xin chào. Anh Tư à, không tiễn nha. Chào. Được rồi. Chào.
Thuốc đã chuẩn bị xong chưa hả? Đã chuẩn bị xong rồi. À, để tôi đi lấy cho. Ừ, đến đây đây. Tôi kính cô nương. Cô nhớ giới thiệu một cô nương đẹp cho ông Đạt nha. Biết chưa hả? Em biết lo điều rồi mà, ông anh cứ yên tâm đi ha. Thôi. Vô ngủ đi. Dạ. Ba, sao về khuya vậy? 10 giờ mấy thôi. Nè, lo ông bà vậy hả? Con chờ ba về thôi. Lại bắt ba quyên tiền hả? Không phải. Ngày mai con đại diện sinh viên lớp A đi dự hội biện luận mà. Xưa nay con ăn nói giỏi lắm. Con ăn chất rồi. Kẹt cái là tới bây giờ con vẫn không thấy chất ăn chút nào. Ít có việc gì mà con phải chịu bó tay mà. Đề biện luận là chính phủ Hồng Kông nên cấm đàn điếm không? Đàn điếm? Đàn điếm là đàn gì? Đàn tranh hay đàn cò? Ba ơi, giờ này ba còn giỡn chơi với con sao? Địa điểm chơi bời đó. Chính phủ Hồng Kông cấm mày vô. Không thể nào. Phải á, con cũng nghĩ vậy. Nhưng con lại nghĩ không ra có lý do cụ thể gì. Con muốn biết cái gì? Thí dụ như chính phủ cho phép mãi dâm công khai có ích lợi gì? Ích lợi thì nhiều lắm. Trước tiên nó có thể giảm bớt nhiều vụ hiếp dâm. Một người đàn ông nếu có sự dễ quay tránh đến thì không gì dục tính mà mạo hiểm được. À phải à, cuốn sách này cũng nói vậy. Sách nói chỉ có nơi phồn vinh mới có địa điểm thôi. Đương nhiên, một thành phố có phần vinh con cần nhất là coi các việc giải trí nơi đó có náo nhiệt hay không. Có người ăn no mặc ấm sẽ nghĩ tình dục. Nếu dân chúng sống bữa nay còn biết ngày mai thì đâu thu hút được tiền đầu tư của ngoại lai. Không có tiền đầu tư ngoại lai thì đâu có phát triển lớn. Nhưng mà đối phương sẽ nói là họ nói địa điểm sẽ đem tới bệnh truyền nhiễm. Thế, chuyện này dễ thôi. Biểu chính phủ quy định đàng hoàng, bất kể địa điểm hay người khách phải đi kiểm tra định kỳ là xong thôi. Con cũng nghĩ tới hả? Dĩ nhiên rồi. Ba làm ăn giỏi như vậy, con không lanh làm sao được. Không chừng là con giỏi bằng ba và hơn ba nữa đó. Giỏi thiệt. Con uống ba bỏ tiền cho con vô đại học. Nè, đối thủ biện luận của con nó tên gì vậy? Tên là Hà Dị Huê. Người nói ra sao ạ? Xe một người như mọi người. Giờ con nó đầy lòng tin, ăn chắc mà. Mình phải thừa nhận hai việc này liên quan mật thiết với nhau chứ. Anh Kiệt à, có một việc anh đã quên. Đàn điếm phải mất tiền, hiếp dâm là miễn phí đó. Được. Nếu nhắc tới tiền, không biết anh Huê có đồng ý không? Chỗ nào có đi điếm mới đem lại phồn vinh đó. Nếu một nơi nghèo nàn hẻo lánh thiết lập địa điểm để thu hút ngoại tư, sẽ trở thành một phố xá, và không chừng vài năm sẽ thành một thành thị. E rằng chưa thấy lợi đã thấy hại rồi. Một thôn quê nghèo nàn hẻo lánh, dân quê chỉ cần chịu cưng một chút sẽ có hai bữa cơm no. Nếu thiết lập mãi dầm, ai nấy đều lo ăn chơi, hậu quả sẽ càng tệ hơn.
còn có một điểm hại lớn, để điếm sẽ mang tới bệnh truyền nhiễm nữa. Đúng rồi, thầy nói hay quá. Vấn đề này không lớn đâu, chính phủ chỉ cần đốc thúc các người kiểm tra định kỳ và phòng ngừa là xong thôi. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu phòng ngừa không bảo đảm tuyệt đối, hơn nữa tính cảm nhiễm của bệnh lậu rất là cao. Nếu chính phủ lấy tiền kinh phí này dùng vào việc xây cầu lắp đường sẽ càng có ích lợi cho xã hội. Từ xưa đã có nhiều ông vua vì gái sắc mà phải mất nước, hơn nữa việc này là bất công đối với phụ nữ, vì nghề này đâu có gì gọi là nghề kỹ thuật. Họ nhờ cái vốn mà trời đã phú cho đem ra để thu lợi, vì cái gì? Chỉ là vì sinh tồn. Không những người khác sẽ khinh khi họ, thậm chí còn bóc lột họ nữa, còn riêng họ cũng mất đi một hy vọng trong tương lai của mình. Cho nên tôi thấy không những Hồng Kông nên cấm mại dâm, mà cả thế giới các nơi đều nên cấm mại dâm. Hay quá, hay quá. Thắng cũng nhờ đổi Thế Kiệt thôi. Thế Kiệt, chúc mừng anh, có gì mình sẽ nói lại nha. Nè, sao thì Hoàng má tài liệu của Hà Dĩ quay phong phú hơn? Sao nhiều chuyện quá vậy? Ba của Thế Kiệt có nhiều nhà hàng ở thạch đường chuỗi mà, tài liệu phải nhiều hơn chứ. Tôi nói không phải vậy, tại Hà Dĩ quê rút được cái xanh tốt thôi. Mới là đề mục này lúc nào cũng là bên chánh có cơ hội hơn mà. Thì như họ, tôi đâu có biết mấy chuyện này. Thật ra tôi không biết ngày để điếm ra sao chứ. Dĩ nhiên là chị không biết, nếu không hồi nãy tổng kết đã mời chị lên phát biểu ý kiến rồi. Ha, sao anh đang nói gì vậy chứ? Nè, anh đừng nói bậy bạ mà. Thiện Như à, ăn đi. Cảm ơn. Ồ, anh gấp cho chị thôi, còn tôi. Nè, Hà Dĩ quê, hôm nay anh em ủng hộ anh quá, bữa nay anh đãi anh em đó. Đúng đó, hôm nay anh phải đãi mới đúng. Tôi không có mang thêm tiền. Sao là tiền vậy, sao anh kiếp quá vậy hả? Nè nè nè, anh em yên lặng đi, hôm nay tôi mời, không đủ có kêu thêm. Anh kiếp thiệt là chịu chơi quá. Chị ăn cái gì hả, tôi lấy dùm cho chị hả? Ờ, kêu thêm được. Kêu thêm đi. Tôi về trước nha. Ê, anh ở đâu vậy? Ở đường lớn. Tôi cũng mới đường đại hãng, hay là đi chung đi. Còn anh? Thì đi chung đi. Anh nói anh ở Kiên Đảo mà. Không sao đâu, thì đi chung đi. Tất cả con nữ sinh đều theo ban văn học, bọn nữ sinh nào cũng thích tỉnh hay sao? Bọn tỉnh thường đồng lắm hay sao? Dạ, ngày thường em thích bơi lội trên đây không? Có bằng tay hẹn sao lại không thích? Vậy thì chưa chắc đâu, anh đừng có tưởng cô nào cũng ham ăn ham chơi vậy đâu. Tôi không có ý này, nhưng con gái thường có nhiều điều lợi hơn đó. Như bây giờ thôi, có hai bàn tay đưa cô về nhà, những con trai thì đâu có được cái ưu điểm này. Đây là tư cách của người đàn ông mà. Bọn thấy có con gái đưa anh về nhà lắm sao? Vậy sao không nói sớm? Nếu thiệt vậy tôi không ngại đâu. Anh giúp em. Ây da, chết rồi. Ây da. Sao hả? Chiếc già gãy cái gót rồi. Sao anh dở vậy? Đừng lo, anh gọi xa cho em. Vậy làm sao đây? Gãy cái gót đâu có đi được. Cởi chiếc giày kia cho anh đi.
bây giờ đi được rồi nè. Một cao một thấp thì đi không được chứ. Giờ hai chiếc đều bằng rồi. Em thử coi. Giờ đi được rồi phải không? Cũng đứng à. Ê, tôi tới rồi. Đưa anh lên luôn nha. Cầu thang có giá hay sao? Nếu có thì coi như tôi không may. Vậy tôi về trước nha. Thiệt là vô duyên quá. Nè. Anh còn không về, tôi lên nhà đó nghe. Nè nè. Mã Sương 35 tuổi, công nhân xưởng chế tạo Đại Phát. Lý do vào khám là đánh lộn. Bộ anh đánh lộn giỏi lắm sao? Không phải đâu, tôi bị oan đó mà. Có vật gì đáng tiền như đồng hồ cà rá để ở đây, cảnh sát sẽ tạm giữ cho anh. Không có gì hết. Không có hả? Anh mặc áo số mấy? Tôi không biết. Nè, bộ này giữ anh đó. Dẫn nó vào phòng số 3. Vào đi. Nè, có người đó. Tôi là Mã Sương. Xin các anh có gì chị dạy nhiều nha. Bắn nào mày? Tôi à, Đại Phát à. Đại Phát? Đại Phát nào vậy? Tôi chưa nghe qua. Hãng thuốc pháo Đại Phát kiếm cả một con đường, anh chưa nghe qua sao? Nhấp con giỏi dữ, dám sửa lưng tao hả? Hả? Sửa lưng tao? Đủ rồi nha, tôi không nể anh đâu. Gì? Không nể thì sao hả? Không nể thì sao hả? 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 Làm gì tao hả? Lại là đồ ăn này. Cho thêm nhiều tới đi. Cảm ơn ạ. Người kế tiếp. À này. Ừ. Cũng lại là đồ ăn nè. Thì bây giờ thôi ráng ăn đi. Đồ ăn gì mẹ mày? Thì thịt cá cô ăn chưa hôm qua đó. Thấy là, không muốn ăn rồi. Thiệt. Không muốn ăn rồi. Anh hai, có người không vậy? Ngồi đi. Anh thiệt là tốt bụng quá. Nè, anh thuốc ăn nào? Ăn cơm thì ăn cơm đi, sao mình dịu quá vậy? Ôi trời ơi, sao anh có gì thích ăn riêng quá vậy? Ê, bây giờ mày muốn gì đây hả? Ừ. Thank you.
Mình, bạn chuẩn bị xong chưa? Chà, nửa đêm ăn việc dậy đi đâu đó hả? Ai, họ ở tù mình cũng ở tù. Anh thì ăn sung mặc sướng. Biết là. Sao đi? Chắc là ra sẽ bắn chứ gì. Mình cũng để không có thân như hắn. Thiệt là không vô dụng rồi, càng ngày càng yếu đi. Bên ngoài không có chuyện gì chứ? Không, ba còn đối phó nổi mà. Ba, vợ con đang chờ con ở rộng, cũng vô thăm nó đi. Đi đi, đi. Giờ này ba thêm nhiều tóc bạc quá. Cả nhà để lo cho anh đó mà. Không cần lo lắng, có ăn có ở mà. Nói là nói vậy thôi. Em muốn ông để lấy anh. Em chỉ tự trách cho mình không sanh đứa con trai cho nhà mình. Em đã hứa với anh, sau này không nhắc chuyện này mà. Anh Bành, tới giờ rồi. Không cần lo cho con. Ba ráng giữ gìn sức khỏe.
无数伤。